Sau một ngày rưỡi thảo luận về kinh tế xã hội, vào sáng nay, Quốc hội cho ý kiến về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung dài hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính quốc gia và dây trả nợ công 5 năm giai đoạn năm 2021-2025, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước. Các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, cũng như đánh giá cao công tác quản trị ngân sách và thực thi chính sách tài khóa, đồng thời đề nghị chính phủ quan tâm tới các giải pháp đột phá, phát huy vai trò của thành phần kinh tế nhà nước trong đầu tư công, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, trong đó hoàn thiện hệ thống đường sắt quốc gia, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp. Trước đó, tại các cuộc thảo luận tại tổ về nội dung này đã có hơn 90 ý kiến đại biểu phát biểu. Các đại biểu đánh giá đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, đã khắc phục được đầu tư dàn trải và là động lực tăng trưởng quan trọng trong bối cảnh hai động lực tăng trưởng khác là xuất khẩu bị ảnh hưởng bên ngoài, tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Quốc hội, nhiều đại biểu quan tâm đến việc đổi mới sách giáo khoa. Đã có rất nhiều ý kiến không tán thành việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa mới theo Nghị quyết 88. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa. Về cơ sở thực tiễn, việc này không phù hợp với thực tế chủ trương xã hội hóa việc biên chọn sách giáo khoa đã đạt được những kết quả và đang triển khai thuận lợi. Về hậu quả, việc này dẫn đến không cho phép xã hội hóa quay lại tình trạng độc quyền trái với chủ trương khuyến khích xã hội hóa, đi ngược lại xu hướng của quốc tế. Theo nghị quyết 88 của Quốc hội, Bộ Giáo dục có nên làm một bộ sách hay không? Và như vậy có trái với nghị quyết 122 của Quốc hội hay không? Thì xin thưa với đại biểu là nghị quyết 88 là nghị quyết gốc và yêu cầu Bộ Giáo dục làm một bộ sách giáo khoa. Qua giám sát thì đoàn giám sát nhận thấy rằng là vẫn rất cần thực hiện trách nhiệm của nhà nước đối với lại việc là xây dựng những cái nội dung chương trình sách giáo khoa. Tranh luận thêm, đại biểu Lưu Bá Mạc cho rằng việc biên soạn bộ sách giáo khoa mới tại thời điểm này là không thực sự cấp thiết. Trên cơ sở các bộ sách giáo khoa hiện tại, Bộ Giáo dục Đào tạo cần lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp với năng lực và năng lực giảng dạy của giáo viên, đồng thời phù hợp với năng lực học tập cũng như mặt bằng của học sinh tại từng địa phương. Cần giao cho chính chủ thể này là cái quyền thực sự và là cái trách nhiệm là trách nhiệm về mặt chuyên môn là được lựa chọn sách giáo khoa phù hợp nhất với môn học và tình hình thực tiễn tại cơ sở giáo dục của mình. Đào tạo mà tổ chức biên soạn sách giáo khoa là chỉ nên thực hiện sau khi mà nó có sự tổng kết đánh giá thời gian tới, cụ thể, khách quan và khoa học. Trước những ý kiến trái chiều, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định trước mắt Bộ sẽ không tổ chức biên soạn bộ sách mới. Việc soạn một bộ sách giáo khoa thì chúng tôi nghĩ rằng từ nay đến năm 2024, việc quan trọng nhất cần ưu tiên là thẩm định chất lượng của các sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 cho thật tốt, đảm bảo đủ sách giáo khoa trước năm học mới. Thì còn vấn đề được giao thì chúng tôi sẽ có cái nghiên cứu, đề xuất và vì cố gắng là trong cái 1-2 năm tới khi cái chu trình đổi mới sách nó được hoàn tất thì sẽ có những cái đánh giá sâu và sẽ đề đạt phương án với Quốc hội sau. Theo khung kế hoạch năm học của nhiều địa phương, Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, học sinh được nghỉ học tới hết mùng 9 tháng Giêng âm lịch với tổng thời gian nghỉ Tết là 14 ngày, chưa kể nối 2 ngày cuối tuần trước kỳ nghỉ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trẻ mầm non và học sinh phổ thông sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 bắt đầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 26 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2024, tức là mùng 9 tháng Giêng âm lịch. Tỉnh Yên Bái, Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Tĩnh cũng có kế hoạch tương tự dành cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh. Các tỉnh khác như là Quảng Ninh, Kon Tum, Trà Vinh nghỉ Tết Nguyên Đán từ 26 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, ngày mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn rơi vào Chủ nhật nên thời gian nghỉ cũng như các địa phương trên là 14 ngày. Việc học thì chưa bao giờ là muộn. Cụ bà Nguyễn Thị Hồng Lựu, ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An là một minh chứng sống về điều đó. Ở tuổi 75 thì cựu giáo viên này đã tốt nghiệp chuyên ngành dược, loại giỏi. Mặc dù đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn không ngăn được hành trình đến với tri thức của bà. Một phần vì muốn cống hiến cho xã hội, một phần vì tâm nguyện của người chồng đã khuất. Là giáo viên dạy tiểu học, sau khi về hưu năm 2003, bà Lựu chọn học ngành dược để mở quầy thuốc tây tại nhà. Vì có kỷ niệm sâu sắc liên quan đến ngành dược
nên bà đã quyết tâm theo đuổi đến cùng. Động lực của gia đình đó, chú đó muốn mở cái đại lý thuốc đó, sau chú bệnh chú mất đó, nguyện vọng của chồng của tôi đó là thành ra tôi mới đi học cái dược sau khi nghỉ hưu. Với mong muốn viết tiếp ước mơ của chồng và thực hiện khát vọng học tập của bản thân, sau khi nghỉ hưu, bà đăng ký học dược tá, dược sĩ trung học rồi lên cao đẳng dược. Năm 2020, bà liên thông vào trường Đại học Nam Cần Thơ ở tuổi 72. Dù khoảng cách từ nhà đến trường gần 130 km, nhưng đều đặn cứ 3 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần, bà lại bắt xe từ Long An xuống Cần Thơ. Khó khăn về địa lý cũng như sức khỏe, nhưng bà Lựu vẫn chăm chỉ và nỗ lực trong suốt 3 năm qua. Tôi thường hay ngồi bằng nhất, để tôi ghi chép đầy đủ lắm. Thầy cô giảng gì là ghi hết. Rồi cái thí dụ thầy cô có nhấn mạnh chỗ nào á, về mình học tài liệu rồi mình học thêm cái giảng của thầy cô. Với hơn nữa cô cũng hay xem đài mấy chương trình sức khỏe cho mọi nhà, với lại những cái về mà thuốc rồi đó. Ở đó cái cô mới học hỏi thêm sách báo nữa. Trên hành trình học tập đầy vất vả đó, những người con của bà Lựu cũng chính là nguồn động viên, là người luôn đồng hành cùng mẹ. Mẹ cũng rất là khó khăn trong cái vấn đề học tập để tiếp cận những cái nền tảng học trực tuyến. Thì lúc đó thì thấy mẹ cũng rất là băn khoăn lo, nhưng mà anh em chúng tôi thì cũng an ủi động viên mẹ. Bằng sự cố gắng và quyết tâm, ngày 29 tháng 10 vừa qua, bà Nguyễn Thị Hồng Lựu đã được trao tấm bằng tốt nghiệp đại học dược loại giỏi. Đây chính là một cột mốc để bà Lựu tiếp tục nỗ lực học thêm kiến thức mới, bởi bà luôn tâm niệm học là để hoàn thiện bản thân, học để phục vụ xã hội. Riêng cô á, năm tới nếu mà cô sức khỏe cho phép, cô cũng đi học thạc sĩ luôn. Tại vì cái việc học nó không có dừng ở lúc nào, nó cứ vẫn học được, học hoài, học mãi. Chuyển sang những thông tin khác, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết ông Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ năm 2021-2026 đã gửi đơn xin nghỉ công tác đến Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với các lý do hoàn cảnh gia đình, điều kiện sức khỏe, nguyện vọng cá nhân và theo sở thích chuyên môn. Trên cơ sở đơn xin nghỉ việc và căn cứ quy định hiện hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Hồng được thôi việc từ ngày 1 tháng 11 năm 2023. Trước vấn đề thiếu vật tư, trang thiết bị y tế dẫn đến thiếu máu tại các bệnh viện ở thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long mà VTV Cần Thơ đã phản ánh trong những ngày qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục tình trạng này. Hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế đã được phê duyệt. Do đó, việc tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất và vật tư y tế là trách nhiệm của các giám đốc bệnh viện, cơ sở y tế thuộc Sở Y tế, giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc của các bệnh viện, cơ sở trực thuộc. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu giám đốc Sở Y tế, giám đốc các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế cùng giám đốc các sở kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo hoàn thành việc mua sắm trong tháng 11 năm 2023. Vào chiều ngày hôm qua, một trận mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập và tốc mái, làm hư hỏng nhiều căn nhà dân tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Sau đây sẽ là ghi nhận tổng hợp của phóng viên chúng tôi. Trên địa bàn các huyện phía Bắc của tỉnh Đồng Tháp gồm Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự, mưa dông trong suốt nhiều giờ đã làm sập và tốc mái tổng cộng 88 căn nhà, trong đó có 2 căn sập hoàn toàn. Ngoài ra, rất nhiều cây xanh bị dông lốc làm gãy đổ, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân. Trong khi đó, tại An Giang, huyện Phú Tân là khu vực thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh. Dông gió làm sập và tốc mái 104 căn nhà, với 10 căn bị sập hoàn toàn. Mưa lớn còn gây đổ ngã 640 hectare lúa nếp và ảnh hưởng 10 hectare rau màu của người dân, các xã Phú Lâm, Long Hòa, Phú Thạnh của huyện Phú Tân. Đó là câu chuyện tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Còn tại thành phố Cần Thơ, chiều cường đi qua nhưng hậu quả thì là đây. Nhiều tuyến đường nội ô xuất hiện ổ gà và ổ voi, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông. Đợt triều cường rằm tháng 9 âm lịch trên địa bàn Cần Thơ đã vượt báo động 3 trong nhiều ngày, khiến nhiều tuyến đường trong nội ô của Cần Thơ bị ngập sâu.
Tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 ghi nhận nhiều điểm ngập sâu và sau đợt triều cường, tuyến đường này đã xuất hiện nhiều ổ gà gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ổ gà, ổ voi xuất hiện tại các nút giao thông đường Cách Mạng Tháng 8 như đường Nguyễn Thông, Cách Mạng Tháng 8, Trần Quang Diệu. Ổ gà lớn nằm giữa đường buộc nhiều người lái xe phải đánh tay lái tránh né, rất dễ xảy ra va chạm với các phương tiện khác. Trong khi chờ lực lượng chức năng khắc phục, người dân phải dùng cành cây và ghế ngồi cảnh báo người đi đường để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tình trạng người Việt Nam tìm cách xuất cảnh trái phép hoặc là bị lừa bán sang Campuchia lao động bất hợp pháp vẫn chưa dừng lại. Hành trình này đi dễ nhưng khó về, có người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thế nhưng vì mức lương hứa hẹn đầy hấp dẫn, nhiều người vẫn bị lừa qua biên giới. Sau đây là hành trình tìm con đầy nước mắt của một người mẹ tại tỉnh An Giang mà các phóng viên VTV Cần Thơ ghi nhận được. Em đi lên đây anh thì đầu giờ thì nó cũng điện em. Mẹ ơi, sao mà mẹ cứu con được chưa mẹ? Sao mà mẹ? Em thấy con nói chuyện cái tội lắm. Theo thông tin mà bà Hào cung cấp, con trai bà hai lần bị bán và đưa vào làm việc tại các công ty kinh doanh trực tuyến ở Campuchia. Tại đây, con trai bà thường xuyên bị đánh đập, bị ép phải làm việc hơn 16 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi đã cùng bà trong chuyến hành trình sang nước Campuchia. Manh mối duy nhất là tài khoản Facebook được con bà Hào lén sử dụng để liên lạc và chuyển về cho bà những hình ảnh người Việt Nam bị đánh đập và tra tấn. Tại Phnom Penh, bà Hào tìm đến Đại sứ quán Việt Nam. Đại sứ quán hứa sẽ gửi ngay công hàm đến Bộ Nội vụ Campuchia nhờ can thiệp để yêu cầu bà Hào liên hệ với Tổng Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Phnom Penh cho biết nhận được rất nhiều đơn cầu cứu giống như trường hợp con trai bà Hào. Thế nhưng kết quả xử lý lại rất hạn chế. Do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có những nguyên nhân mà có thể nói là cũng khá tệ nhỉ. Trong cảm giác tuyệt vọng, bà Hào tìm đến chùa để cầu khẩn. Con xin cứu con về Việt Nam bình an. Một ngày khai báo kêu cứu tại trụ sở cảnh sát tỉnh. Vị tướng nghe nói rằng cảnh sát tỉnh khó can thiệp để cứu người vì phải nhìn mặt chủ. Có một ngôn ngữ Việt Nam là đánh chó phải nhìn chủ, cho nên người ta dám chơi. Con trai bà Hào vẫn tiếp tục lén gọi kêu cứu mẹ. Lần theo định vị được lén gửi ra, bà Hào cùng người dẫn đường tìm tới cửa khẩu Osmat ở tận biên giới Thái Lan Campuchia. Họ đến tận hàng rào khu con bà bị giam giữ, thế nhưng chẳng thể làm gì, tường rào có điện. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác của Nam Bộ có nắng từ khá sớm. Không biết là đến chiều nắng có mạnh hơn và kéo dài lâu không chị Khánh Phương? Dạ vâng, xin được mến chào trường quay VTV Cần Thơ cùng quý vị khán giả thân mến. Dự báo trong 1 đến 3 tiếng nữa sẽ là lúc trời nắng nhất ngày. Thành phố Cần Thơ và nhiều nơi khác sẽ có nhiệt độ nóng thấy rõ khi mà nhiều nơi có thể lên đến 34 độ như tại Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú hay như Biên Hòa. Còn hầu khắp các nơi khác, mức nhiệt sẽ phổ biến từ 32 cho đến 33 độ. Nắng sẽ kéo dài đến khoảng 4 giờ chiều nay. Sau đó, mây nhiều lên rồi sẽ chuyển mưa dông rải rác, không loại trừ khả năng có nơi mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn trong cơn dông sẽ có gió giật và lốc xoáy nguy hiểm. Đảo Phú Quốc thì cũng tiếp tục có nắng ráo trong 3 đến 4 tiếng nữa, rồi trời sẽ chuyển mưa rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Về nhiệt độ, cao nhất ngày hôm nay sẽ không vượt quá 32 độ, tối và đêm trời dịu mát 25 độ. Thời tiết các vùng biển phía Nam vẫn đang khá xấu. Từ Bình Thuận cho đến Cà Mau cho đến Kiên Giang vẫn sẽ tiếp tục có mưa nhiều, khiến cho tầm nhìn giảm thấp dưới 10 km và có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật. Cà Mau có khoảng 35.000 hectare rừng tràm. Ở đây thì có hàng ngàn hộ dân nhận giao khoáng rừng. Vừa có thu nhập từ việc khai thác tràm, vừa có thu nhập từ việc bắt ong, bắt cá, nên là bà con rất có ý thức bảo vệ rừng.
Chúng ta hãy cùng đến với hợp tác xã 19 tháng 5 ở rừng U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau để xem bà con ở đây vừa khai thác vừa bảo vệ rừng như thế nào. Hợp tác xã này thì 39 thành viên sống về nghề rừng, kèo đặt lọt, đặt chúng nào. Cái đó là trầm này khoảng 6 năm mà khai thác. Hợp tác xã tính năm thì cũng trên 500 hecta này, mỗi một năm nhớ rồi khai thác 100 hecta thì xây dòng 5 năm có khai thác được hết. 100 hecta thì thu hoạch khoảng 4 tỷ. Chia 100 triệu một xã viên. Tiếp thêm phụ ngày cá, ngày ấy là nữa thì sống cũng được. Khu vực diện tích của 19 năm cũng như là chén cơm manh áo của tất cả các hộ thành viên. Nên bà con rất bao giờ gần. Rừng đóng vai trò là nguồn sống nơi đây và còn là lá phổi xanh của cả thế giới. Nếu có điều kiện thì mời quý khán giả hãy một lần xuôi về vùng đất cực nam của Tổ quốc để khám phá và trải nghiệm bằng chính bản thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các khung giờ tiếp theo của Miền Tây Hôm Nay trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ.